Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình cập nhật lại cái vườn táo cũng như là chia sẻ với các bạn về cái kỹ thuật trồng cũng như là khoảng cách trồng táo. Thì táo thì có nhiều loại ha. Táo đại hoặc táo Thái hoặc táo dây, miền Tây mới có táo dây ha. Vùng ngoài thì không có giống táo này đâu. Táo này gọi là táo dây nè các bạn. Táo dây thì nó có hai dòng nữa, là dòng chua và dòng ngọt. Dòng chua thì trái của nó dài, dòng ngọt thì trái của nó sẽ tròn và khả năng đậu trái của nó rất là sai. Trái tới đâu là đậu tới đó ha. Đây là trái tròn nè các bạn, trái tròn thì ăn rất là ngọt ha. Và đặc biệt táo dây này hay còn gọi là táo táo ta ngày xưa đó, ông bà mình trồng á thì ăn rất là ngon và cũng ít gai nha các bạn, không phải giống như là táo táo dại nha. Táo dại thì gai nhiều nhưng mà táo dây này á thì nó ít gai nhưng mà nó ăn rất là ngon, ngọt. Hai giống táo tròn thì ngọt, táo trái táo dài thì chua ha. Trái này trái tròn nè, ngọt, và một dòng nữa là trái dài nó sẽ chua. Và trái dài á, chúng ta nên trồng xen vào trong vườn để nó giúp cho cái táo tròn này nó đậu thụ phấn rất là tốt. Và cái táo dài đó nó dễ đậu trái lắm nha các bạn. Và khi chúng ta trồng xen thì giúp cho cái táo ngọt này nè nó đậu trái, nó thụ phấn chéo với nhau thì khả năng đậu trái rất là tốt, bởi vì mà mình hay kết hợp trồng chung. Còn cái khoảng cách trồng táo thì cái loại táo táo dại này nè, xin lỗi, táo ta này nè, táo dây hay gọi là táo dây đó, thì cái khoảng cách của nó là cây cách cây khoảng 3 mét, hàng cách hàng là 4 mét là ok nha các bạn. Bởi vì cái dòng táo này nó chậm phát triển và cái thân của nó cũng nhỏ nữa nha. Đây, cái thân của nó rất là nhỏ, còn nhỏ nhưng mà nó đã ra hoa ha, chậm phát triển. Do đó khoảng cách trung bình, có thể chờ hơn, có thể chúng ta cho khoảng cách xa hơn tí xíu cũng được, nhưng mà khoảng cách vừa đạt năng suất đó là 3 x 4. Còn táo Thái hoặc là táo đại á thì cái khả năng phát triển của nó sẽ nhanh hơn, đặc biệt là táo đại ha. Táo đại thì tốc độ phát triển của nó rất là mạnh, cây phát triển khỏe. Thì cái khoảng cách trồng của táo đại thì cây cách cây là 4 mét, hàng cách hàng là 5 mét nha các bạn, 5 mét để dễ tiện chăm sóc. Và cái tàn của nó phát triển rất là nhanh, to lớn. Khi mà cây thu hoạch xong á, 5 mét là nó muốn giáp tàn luôn nha các bạn. Do đó chúng ta trồng khoảng cách trung bình là 4 x 5 mét, 4 mét là cây cách cây, 5 mét là hàng cách hàng ha. Đó, thì lưu ý cái khoảng cách ha. Táo Thái thì 4 mét x 4 mét cũng được. Táo Thái thì nó cũng phát triển cũng tương đối, cũng nhưng mà nó cũng không phát triển mạnh như táo đại ha. Táo đại cái thân nó to lắm các bạn, thân to. Và còn một số giống táo nữa, giống táo đào mật ở vùng ngoài á, thì đó là ở vùng ngoài người ta chia sẻ, ở đây mình không có trồng, nhưng mà cái táo đó cũng phát triển rất là to. Nếu mà trồng thì cũng phải khoảng cách từ 5 mét ha, 5 mét mới đạt nha. Nếu mà trồng dày quá dễ sinh nấm bệnh lắm các bạn, đặc biệt là táo này nè, nó dễ có cái bệnh phấn trắng lắm. Bệnh phấn trắng là dễ bị thất thu lắm nha các bạn, rụng trái hàng loạt. Trái của nó nè các bạn, bông cái nè, bông đực nè, bông đực nó có ở trong, nó nhị nó màu trắng nè, nó không có màu xanh ha, còn cái thì nó có sẽ có cái màu xanh ở phía trong. Lúc này chúng ta nên xịt dưỡng ha các bạn, nên xịt dưỡng cái giai đoạn này để giúp đậu trái tốt ha. Mà thiếu dinh dưỡng nó cũng bị rụng trái, và đặc biệt là xịt thuốc nóng cũng bị rụng trái. Do đó lưu ý ha, xịt thì xịt lúc chiều mát. Và đặc biệt là giai đoạn này không bổ sung đạm nha nữa nha các bạn. Không có bón đạm nhiều ha. Bón đạm nhiều là rụng trái hết. Còn kỹ thuật trồng thì cũng đơn giản thôi. Khi mà trồng táo thì chúng ta nên lên mô cao, không có trồng dưới thấp. Tưới nước giữ ẩm thường xuyên, táo thì nó chịu nắng nha, không có trồng trong bóng râm, không có bị cây lớn che thì nó mới khả năng nó mới ra hoa đậu trái tốt được nha các bạn. Còn chúng ta trồng trong bóng râm, có cây lớn, cây cổ thụ che mát thì
không có ra hoa cũng như là khả năng đậu trái không có luôn. Do đó lưu ý nha các bạn, đặc biệt lưu ý nha. Cây táo cây ưa chịu nắng nè, trồng mà phải trồng ngoài nắng thì nó mới ra hoa đậu trái tốt. Đây, 2 tháng thôi mà nè, đậu trái rồi nè. Khi ra hoa tới đậu trái thì cũng khoảng từ 4 tháng nha các bạn. Ra hoa đến khi thu hoạch chứ, xin lỗi, từ ra hoa đến thu hoạch khoảng 4 tháng. Trái rất là sai ha. Rồi mình sẽ cập nhật lại cái clip này cho các bạn xem ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ cho các bạn khác cùng biết về giống táo mà hiệu quả năng suất cao ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại.